Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp cuộc đời lên hương giàu sang bất chấp sau ngày 14 tháng 2. Thì theo tử vi thì đây là ba con giáp vận trình biến đổi tích cực sau cái ngày lễ Valentine này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đó là ba con giáp nào và vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về ba con giáp này. Thứ nhất, đấy là tuổi Thìn. Thì nếu như Kỷ Hợi năm 2019, tuổi Thìn gặp phải khá nhiều cái biến động khi mà phạm Thái Tuế, thì Canh Tí 2020 sẽ là lúc bản mệnh gặt hái thành quả cho những cái nỗ lực không ngừng. Và theo tử vi tuổi Thìn năm Canh Tí 2020, con giáp này tài vận sẽ có nhiều khởi sắc. Giai đoạn đầu năm, bản mệnh phất lên một cách nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và nỗ lực của chính bản thân mình. Con giáp này có cách là khiến túi tiền của mình tăng lên một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững. Vận trình tài lộc người tuổi Thìn có dấu hiệu tăng tiến ngay từ những ngày đầu năm mới. Bản mệnh dù là người làm kinh doanh hay dân công sở cũng đều có thể phất lên một cách nhanh chóng nhờ cái vận may và cái sự nỗ lực không ngừng. Nhờ vận dụng tốt vận may đang có để thể hiện năng lực cũng như vị trí của mình ở nơi làm việc, người tuổi Thìn sẽ khiến túi tiền của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Và với những người tuổi Thìn mà tự thân lập nghiệp thì công việc sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong 3 tháng đầu năm này. Và bản mệnh sẽ phần nào tìm được cách tháo gỡ khó khăn, mở ra những cái mối quan hệ mới. Một cái điều con giáp này cần lưu ý là đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Hãy không ngừng trau dồi thêm những cái kỹ năng, kiến thức của mình để có thể áp dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, dù thành công cỡ nào, tuổi Thìn cũng nên nhớ kiêu ngạo, coi thường người khác là điều không nên. Khiêm tốn, sống tốt với mọi người sẽ giúp bản thân gặp nhiều điều lành. Và con giáp thứ hai, đấy là tuổi Tỵ. Chúng ta biết rằng rắn là con vật có thể khiến con mồi mất cảnh giác bởi cái sự di chuyển nhẹ nhàng của mình. Khi chờ được thời cơ thích hợp, rắn sẽ tung ra nọc độc để hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng. Người tuổi Tỵ trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, khi hành động luôn bình tĩnh, ít khi nóng vội. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn biết nghĩ cho tương lai. Và theo tử vi thì cái sự nhạy bén, khả năng phán đoán tốt sẽ đem đến những cái thành công cho người tuổi Tỵ sau ngày 14 tháng 2. Và bản mệnh có thể nghĩ đến việc đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, lấn sang lĩnh vực mới để có một cái năm Canh Tí 2020 phát triển rực rỡ. Và ngay những cái tháng đầu năm Canh Tí thì tuổi Tỵ là con giáp sẽ nhận được nhiều niềm vui trong cái sự nghiệp cũng như là tài lộc, năng lực được cấp trên ghi nhận, người làm kinh doanh có thêm khách hàng mới, tìm được đối tác tin cậy. Tháng 2 âm lịch sẽ là cái khoảng thời gian rực rỡ tài lộc của con giáp này. Và vận may lớn sẽ giúp người tuổi Tỵ đến gần hơn với mục tiêu của mình. Dũng dĩnh tiền tiêu khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên và trầm trồ ngưỡng mộ. Lời khuyên dành cho những chú rắn là phát huy óc quan sát, sự nhạy bén để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Không tham lam và tin vào những cái lời hứa hẹn mật ngọt, bản mệnh sẽ thu được thành công xứng đáng. Thứ ba là tuổi Sửu. Và theo tử vi 12 con giáp, Sửu là con giáp hiền lành, đối đãi chân thành, luôn suy nghĩ cho người khác, chu toàn và dĩ hòa vi quý mọi chuyện. Thế nhưng người hiền thường gặp họa, vì tâm quá lành, xa lánh thị phi nên Sửu dễ trở thành cái đối tượng bị gièm pha, nói xấu sau lưng, thậm chí còn bị lợi dụng, hãm hại, mất sạch tất cả, thất bại là mẹ thành công. Người hại ta chính là thầy ta. Sửu hãy lấy cái thất bại của ngày hôm nay làm bài học xương máu để mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong những cái lần sau.
trung vận bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và quý vị thân mến, thì trên đây thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp sẽ cực kỳ may mắn sau cái ngày lễ Valentine ngày 14 tháng 2 này, và bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 này trở đi thì vận trình của ba con giáp này sẽ chuyển biến tích cực. Cuộc đời sẽ lên hương và giàu sang bất ngờ sẽ đến với ba con giáp này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.